nó vẫn có công đức nha, chứ bây giờ nó nghĩ là phải làm gì đó nó cao siêu, nó dời dợi, nó thành tựu mấy, bởi vì xuất phát từ cái tâm. Vì vậy mà Vô Danh Thánh Na nguyện 10 cái điều mà tôi nói thiệt quý vị lụi hội cái hấp dẫn nữa, 10 điều mà tôi đọc tới đọc lui á, mới thấy rằng cao siêu tuyệt vời quá. Nhất là Ngài nguyện cho Ngài á, từ đây cho tới cái đời thành Phật á, thành tựu đạo quả Bồ Đề đó, Ngài không có đem cái tâm ái nhiễm nè, Ngài không có sân hận đối với chúng sanh nè, Ngài không có bỏ những người khốn khổ nè, Ngài không có xâm phạm các giới đã thọ, ví dụ như thế là nó quá đầy đủ cho một bậc thánh. Thì thôi thì tôi lướt qua như vậy, bây giờ tôi xin phép là nói được tới đâu nói, ủa mà tối nay thì không sợ, tại vì mấy vị mà 8 giờ rưỡi thì đi về rồi hả? Còn giờ các vị thì tôi nói cho ba cái đoạn còn lại. Thưa Thế Tôn, Đức Phật, Thế Tôn đều thọ ký cho tất cả đại chúng được như lời nguyện. Lúc ấy phu nhân đối Đức Phật phát thêm ba đại nguyện, dùng nguyện lực ấy làm lợi ích vô lượng vô biên cho loài hữu tình. Ba đại nguyện, bây giờ phu nhân cả 10 cái sự thọ lãnh rồi, mà phu nhân còn phát ba cái đại nguyện nữa. Một, nguyện dùng thiện căn này đời đời sanh được chánh pháp trí. Phu nhân Thánh Lan đâu có nguyện, đâu có xin gì thêm đâu, chỉ nguyện làm sao, nguyện làm sao đời đời ngày con nguyện dùng cái thiện căn này mà con sanh được chánh pháp trí. Chứ nguyện là mong ước, bà mong ước khi nào sanh ra cũng đều cái chánh pháp trí. Chánh pháp trí là cái trí thuộc về chánh pháp chứ không phải là tà pháp. Hả, nói chánh thì quý vị biết là nó đúng, chỉ chánh nhất là đúng thôi, đúng pháp, mà phải thấy đúng pháp trí, thấy được, thấy đúng được thực chất hay là thực tướng của vạn pháp là mình đang có chánh pháp trí. Thực chất của vạn pháp hay là thực tướng của vạn pháp mà như tôi nói hồi nãy là tổ sư Quyền Giác đó, là chứng thật tướng vô nhân pháp. À, cái bài này tự nhiên nhắc tới đây tôi thấy tôi cảm vui. Chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Hòa thượng Như Nguyễn Thiền Sư từ thâm dịch là chứng thật tướng thấy cõi đời này không tướng, tướng nhân tướng pháp chẳng có ra gì, nên là chứng thật tướng cõi đời này không một tướng. Bởi vì mình thấy như vậy, thấy có người có ta là tại vì mình thấy với cái cặp mắt nhục nhãn, cặp mắt bình thường thôi, chứ còn cái chư Phật và các vị thánh đệ tử, thánh tăng nhìn thấy cái cuộc đời này nó không có cái tôi, cái người ở trong đó, mà thấy pháp giới đạo đồng do duyên sanh ra hiện tượng vật chất, do duyên sanh ra con người, rồi có người có ta vậy thôi, chứ còn khi mà duyên sanh thì gọi là hợp, mà duyên tan rã thì gọi chia ly, cho nên không có cái gì thật. Người cũng không thật mà ta cũng không thật, cho nên cuối cùng tổ sư Quyền Giác nói câu gì, nhất thiết thánh hiền như điện pháp. Rồi mấy cái này mà phải cái người gọi là có thiện căn là một, có phước đức nhân duyên, có chịu học đại thừa Phật giáo thì mới nghe nó hay. Chứ nói vậy là nhiều người hồi thời mà có cái năm mà những năm mà tôi chưa về đây tôi giảng cái bài này là có người ta phản đối rồi đó. Chứng thật tướng vô nhân pháp, cho nên nó đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như biện pháp. Cái nhìn của Thiền Sư Quyền Giác thôi đó mà Ngài thấy là đại thiên xa giới này nó giống như bọt bèo, mà thánh hiền cho tới con người diệt vô nhân, diệt vô Phật, là cái câu mà không có người cũng chẳng có Phật trời chi đó. Mà nói vậy là cái người mà không học gì học đạo là nó trời đất ơi, coi như bữa nay là thầy tài ông chửi tới ông bà tài thích tới Phật rồi đó. Nó tổ nói với tôi nói à, tổ nói diệt vô nhân, diệt vô Phật, không có người cũng không có Phật trời chi, cho tới cõi đại thiên như bọt nước nổi chìm, hiền cho thánh chỉ là tia điện chớp. Cho nên cái nhìn của cái người tu chúng ta đó
Mà nếu hiểu được cái chân lý để tu thì nguyện cho đời đời nhờ cái thiện căn này nè, nhờ cái căn lành này cho con được cái chánh pháp trí, chứ không có nguyện gì hết, không có nguyện gì thêm cái điều cao tột nào hơn cái chánh pháp trí. Khi mà có chánh pháp trí rồi đó thì ngài thì chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được tự tại giải thoát. Bởi vì có chánh pháp trí cho nên đâu có nhìn tà pháp, đâu có cái ngã, đâu có ngã sở hữu, đâu có nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng. Còn mình chưa chánh pháp trí cho nên mình nhìn thấy mình, rồi mình nhìn thấy người, mình thấy chúng sanh, mình thấy thọ mạng, mình nhìn thấy đủ hết. Cái tối ngày trong đầu mình thấy toàn là vàng trắng đỏ hồ hồng lục sô cô la xanh rồi tím rồi dài ngắn rộng hẹp vuông tròn phải quấy hơn thua tốt xấu còn mèo, tại vì mình chưa có chánh pháp trí. Vậy mà cũng như nó đang nguyện, con chỉ nguyện đem cái thiện căn này cho con đời đời con được chánh pháp trí. Trời tuyệt vời, không phải chỉ trong hiện tại hai một vài kiếp mà với tất cả mọi kiếp cho đến thành Phật, nên nói là đời đời. Theo kinh Lăng Nghiêm và Luận Đại Thừa, khởi tính cội nguồn tâm thể của một chúng hữu tình vốn thanh tịnh trùng khắp, nhưng vì không tánh cho nên không tự giữ bất giác mà sinh cái thấy hư vọng cùng với cảnh hư vọng như hiện nay. Cái thấy hư vọng chỉ cho cái thấy của mình đây thuộc về tâm. Cái cảnh giới hư vọng là chỉ cho thân căn và thế giới của mình đang thọ nhận, gọi là hư vọng vì nó có tướng mà không có tánh. Như người tỉnh mà mê rồi thấy hiện ra mọi thứ trong mộng, hoặc như đi trong sa mạc khát quá mà thấy nước, tuy hư vọng nhưng vì không biết là hư vọng nên cảnh hư vọng ấy là sinh phân biệt ta người tốt xấu, rồi tạo nghiệp luân chuyển trong sáu đường. Hành động nào được quân tập nhiều, đủ thiện duyên sẽ có sức mạnh biến hiện ra cảnh giới đó để mình thọ nhận. Như quân tập những chủng nhân tham lam đố kỵ sân giận thì tự tâm sẽ biến hiện ra thân tướng cùng các cảnh giới đau khổ như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hay những loại địa ngục trần gian mà mình đang thấy hiện nay. Thế mình khởi cái tâm tham vọng sang tham tật đố thì cái cảnh địa ngục nó sẽ hiện ra trong tương lai, và nó sẽ hiện ra ngay cái hiện tại như địa ngục trần gian hiện nay. Không có thói quen tạo ra những chủng nhân đó thì không có các cảnh giới đó. Đây là lý do vì sao trong Phật pháp không lấy từ cú ấn định cho thực tánh của vạn pháp, bởi vạn pháp không tánh, chỉ tùy duyên mà thấy có thấy không. Cho nên tổ sư Huệ Giác nói nhất lõ viên quang sắc phi sắc. Khi mà mình có thấu rồi đó, thấy sắc mà không phải sắc, mà thực tánh thì không, nhưng phải không, không phải là không, chứ không phải đạo Phật mình bao phải. Đạo Phật dạy rất rõ ràng cái đó. Khi mà mình thấu đạt rồi thì sắc mà không sắc, không mà không phải là không. Như vậy về địa ngục không thể khẳng định là có hay không. Nếu mình từng gây nhân địa ngục thì đủ duyên mình sẽ có cảnh giới địa ngục để mà thọ nhận. Nếu mình không gây chủng nhân địa ngục thì không bao giờ có cảnh giới địa ngục. Có với người có chủng nhân, không với người không chủng nhân. Gặp được nhau là vì cùng có chủng nhân nào đó với nhau. Mọi thứ đều từ tâm, theo thức mà có sai khác, nên nó là tam giới vi tâm, vạn thức vi tâm, vạn pháp vi thức. Hoặc như lời nguyện của phu nhân Thắng Mang, nếu gặp những ai không nên nương tựa, bị các thứ tối tâm ràng buộc, bệnh tật khổ não uy ức, thì con chẳng bao giờ rời bỏ họ, nguyện sẽ làm cho họ được an ổn, dùng nhiều điều lợi ích khiến họ hết khổ. Xong người ta chỉ sự thật hết khổ khi và chỉ khi suy nghĩ về hành động của họ hướng thiện. Như vậy thì nếu người đệ tử Phật chịu có sự nhẫn nại để giáo hóa chúng sanh, cái người mà hiền, cái người mà dễ rồi đó, cái người mà phát tâm tu rồi đó, quý vị khỏi giáo hóa họ cũng tu nữa. Thì cái điều mà khó làm của Đại Thừa Phật Giáo mà muốn cho người đệ tử phải vượt qua đó là phải đem cái hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh. Đó là cái hạnh nguyện cao tổ của mười phương ba đời chư Phật. Cái việc đó là quan trọng. Vì vậy mà
có nhiều khi á, mình muốn tìm những cái dễ làm. Cho nên nói với tôi bây giờ này thì tôi thưa thật với quý vị là tôi dường như những cái việc khó khăn tôi vui hơn cái việc tự nhiên. Tuy nhiên thì tôi chưa phát dám phát đại nguyện là cái gì khó dầu phát cho tôi, thì tại tôi chưa có sức nhẫn chịu nổi. Nhưng mà cái chuyện đã qua rồi đó, cái sự khó khăn tôi thấy nó vui hơn cái chuyện thuận. Bởi vì sau cái cơn mưa trở lại sáng, sau những cái nghịch thì mình mới tìm cái thuận. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, hãy trong cái khổ nó có cái vui, trong cái sinh tử nó có niết bàn, trong cái phiền não nó có bồ đề. Ai hiểu như vậy thì cảnh nào nó cũng an nhiên tự tại. Đó là cái khả năng quán chiếu và khả năng nhận lãnh của tôi được tới đó. Cho nên vậy mà tôi cứ ráng, tôi cứ mình tập cho mình cái đời sống mình cứ an lạc, cười. Mà không có cái cảnh, không có cái năng lực nào bằng năng lực từ bi hỷ xả hết. Có từ bi, có tha thứ, có hỷ xả là mọi việc nó đều chuyển cái cảnh hết. Cái cảnh nó chuyển. Còn bây giờ mà mình không có năng lực của từ bi, không năng lực hỷ xả đó, thì cái cảnh nó luôn lúc nào nó cũng giàu giàu, và nó luôn lúc nào nó cũng âm trì địa ngục. Còn mình có năng lực, nương năng lực của từ bi hỷ xả của chư Phật dạy đó, thì không có khó khăn nào không vượt qua được, không có phiền não nào mà không có bồ đề hết. Vậy mà cái câu khẳng định của Đại Thừa Phật Giáo là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Còn mình không hiểu thì giống như tổ sư nói, đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh mà xu hướng chân như tổng thị tà. Nếu mà người không có học giáo pháp, không hành giáo pháp, không sống theo giáo pháp, thì dầu anh có cố tâm đoạn trừ phiền não đi chăng nữa đó, thì giống như anh trị cái bệnh này thì nó nảy sinh ra bệnh kia thôi. Cho nên đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh. Thay vì người tu mới vào tu thì kiểu phải đoạn trừ phiền não cái gì, nhưng mà hiểu được giáo pháp rồi thì ta không cần đoạn trừ. Cho nên bất trừ vọng tưởng, bất cầu chớ. Thỉnh thoảng viện chủ ngày hôm qua nói chỗ đó, bất trừ vọng tưởng, người tu không cần trừ vọng tưởng mà cũng không cần cầu cái chân như. Vì chân như là gì? Chân như mình không khẳng định được thì làm sao mà mình cầu nó được. Còn vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là cái không thật, thì cái gì phải trừ. Ghê không? Cái đó là cái giáo lý Đại Thừa. Tôi nhắc đây, tôi biết là quý vị nghe bắt đầu tới đây là quý vị hơi ngơ ngơ là cười vậy chứ hỏi ngộ gì, nó thấy ngộ ngộ ngộ. Tôi nhắc nó lại, vọng tưởng là có thật không? Không thật. Còn chân như là cái không nói được. Bởi vì chân như mà của tổ sư khẳng định là gì? Nhất thiết như pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly duyên tự thiết tướng, ly ngôn cái gì đó, ly chư pháp, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, tất cả các pháp từ xưa tới nay, ly văn tự tướng là rời khỏi cái văn tự, rời khỏi cái tướng của văn tự, ly ngôn thiết tướng, ly sanh duyên tướng, tất cả bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Như vậy thì chân như ai nắm bắt được mà cầu? Vọng tưởng thì không có thì lấy đâu trừ? Cái kia là rõ cái tự tưởng này từ Phật giáo. Như tại sao bây giờ là có thì cái là thật ra là thiền viện chân như. Thì chân như nó không có chủ trụ. Nó chân như là nó bao trùm một chỗ trụ, cho nên cái chỗ thiền là đạt tới cái chỗ vô trụ. Vô trụ tướng, vô trụ tánh luôn. Mới gọi là chân như, cho nên tổ mới khẳng định là bất lập danh tự giáo ngoại viện viện truyền đó, trực chỉ nhân tâm kiến tới thành Phật của tổ sư Bồ Đề. Hay quá, kệ okay, giảng được tới đâu giảng có không hết thì sao học tiếp chứ không có gấp gì phải không? Cho nên hạnh nguyện của phu nhân Thánh Mang, nếu gặp người mà tâm tối thì nàng sẽ làm nó sáng suốt. Xong người ta chỉ sự thật hết khổ, và chỉ khi suy nghĩ và hành động của họ hướng thiện. Như vậy mình muốn hết khổ là cái tâm mình phải hướng thiện không? Đó là tôi nói hồi nãy giờ. Có phước nắm gạch thành vàng, không phước nắm vàng thành gạch. Cái này có, quý vị thấy không? Cái người có phước á, tôi nói được điều là đây là tôi vô phước, cho nên tôi mới thấy người có phước, tôi không có ganh tị mà tôi vui. Cái người mà có phước á,
tự động tiền bạc nó sắp hàng nó đưa tới. Còn người mà vô phước chưa có phước thì vừa có tiền cái là sao? Con bệnh vợ đau, nhà mưa dột đủ thứ gì theo. Có người có phước tự động tiền đâu nó sắp hàng nó đưa tới đột 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 đột. Nó thì cho nên có phước nắm gạch thành vàng, không phước nắm vàng thành gạch. Nắm được nhân như thế mới cho ra quả như thế, thì việc làm của mình mới có đầu đuôi rõ ràng, mình mới làm tròn những điều mà mình đã nguyện. Giúp đỡ tiền bạc chỉ là phương tiện ban đầu, chủ yếu làm sao để người hướng thiện và làm thiện. Nếu có việc giúp đỡ tiền bạc vật chất là việc làm rốt ráo, có thể mang lại phúc lâu dài cho người thì chưa chắc. Vì sao? Vì pháp không có số tốt, nhưng lòng tham của con người là vô hạn, nên tiền bạc vật chất trở thành con dao hai lưỡi. Không khéo mình lại đẩy họ lăn quanh mãi trong biển khổ trầm luân, túng nhiều chứ không hẳn đã làm cho họ được an ổn. Dùng nhiều điều lợi ích khiến họ hết khổ. Do một tai nạn, cô gái bị chấn thương cột sống và nằm luôn một chỗ. Phường khóm giúp đỡ bằng cách mua một mảnh đất dựng tạm cái chòi để hai mẹ con có chỗ che nắng che mưa. Bà con làm sớm thì xong sóc công không và bưng cơm đổ phân cho cô gái thay người mẹ già. Việc đó được lan truyền, các nhà mạnh thường quân tới luôn nhộn nhịp, trong đó có người thân của tôi. Cái kết cuộc mà tôi được nghe từ thân bây giờ là kẻ tốt bụng, trước kia là đã thành tay chủ thầu. Tiền của những mạnh thường quân chính là động lực khiến sự trở nên tồi tệ hơn. Cái ý này tôi có biết cái câu chuyện mà thôi, nó dài dòng quá không cần kể. Có nghĩa là thay vì mình không hiểu được đạo thì mình nghe có người nào đó khổ, cái người đó nó có cái nghiệp mà mình nghe người ta khổ người ta giúp, nhưng mà vô tình là cái người có cái nghiệp rồi đó, nó không có phước rồi đó, thì càng giúp nó càng tồi tệ hơn. Không, cái đó bỏ qua đi. Thật cái gì cũng bỏ được, vì tất cả là không tánh. Không tánh thì không có cái gì không đổi, chỉ có ý thức và có biện pháp để dừng đi cái thói quen thì thói quen sẽ xong. Đã thói quen chỉ cần mất nhiều thời gian để thay đổi. Cho nên tu hành bởi vì mình có nghiệp rồi thì bây giờ không phải một sớm một chiều, cho nên cần rất nhiều thời gian. Mà thời gian đó là thời gian mới phải tu học, phải tùy cái pháp môn, những Phật cũng kinh ngồi thiền trì chú gì đó. Ở tới đây nghỉ mà là căng tiếng này. Chúng ta phải biết công đức. Chúng sanh vô biên thọ.